Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, người dân ở các xã vùng sâu vùng xa của huyện Cát Tiên luôn phải sử dụng nguồn nước bị nhiễm phèn, ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau nhiều năm kêu gọi, thu hút theo chủ trương xã hội hóa, địa phương đã được một đơn vị tại thành phố Hồ Chí Minh đầu tư 36 tỷ đồng để xây dựng nhà máy nước sạch. Đây không chỉ là niềm vui của người dân mà còn thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội với người dân vùng sâu vùng xa. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Nước có mùi hôi, nhiễm phèn, nhiễm dioxin là thực tế trong sinh hoạt của người dân tại xã Phước Cát 1, huyện Cát Tiên. Theo nhiều hộ dân ở đây cho biết, vì là địa bàn vùng sâu vùng xa, điều kiện khó khăn nên phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh như vậy. Nhà tôi ở đây thì đúng là được 30 năm nhưng mà nguồn nước ở đây thì đa số là thiếu nước về mùa khô. Nhưng mà đến vùng này là nước phèn, nhiễm phèn rất là nặng. Cho nên là giữa nước hiếm thì chúng tôi buộc phải sử dụng thôi. Ngoài xã Phước Cát 1, nhiều địa bàn khác như Tiên Hoàng, Nam Ninh, Quảng Ngãi và xã Đức Phổ, nguồn nước sinh hoạt cũng hết sức khan hiếm và không đảm bảo vệ sinh. Nước nhà em nó phèn dữ lắm, em chỉ bơm lên rồi rửa rồi giặt, nhưng mà nó vẫn có cái mùi rồi màu vàng vàng vậy. Còn khi mà mình nước ăn uống thì em xin bên hàng xóm. Thấu hiểu được những khó khăn của người dân, trong năm 2016, Ủy ban Nhân dân huyện Cát Tiên đã thực hiện chủ trương kêu gọi xã hội hóa, đầu tư nhà máy nước sinh hoạt ở địa phương. Với nguồn kinh phí 36 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Lộc Phát Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai xây dựng nhà máy nước ghềnh đá tại xã Đức Phổ. Việc khởi công xây dựng nhà máy cấp nước ghềnh đá không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trên địa bàn, mà còn thể hiện sự nỗ lực của huyện Cát Tiên trong việc đưa ra các chính sách thu hút các nguồn lực đầu tư, xã hội hóa các công trình xây dựng dân sinh, góp phần từng bước thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nguồn nước sinh hoạt ở đô thị, ở nông thôn trên địa bàn huyện Cát Tiên là hết sức khó khăn, đặc biệt là chất lượng nguồn nước. Trong khi đó thì cái nguồn ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng các công trình nước sạch ở đô thị, ở nông thôn trên địa bàn huyện là hết sức khó khăn. Từ cái thực tế đó thì trong thời gian vừa qua, để đảm bảo cái nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt cho nhân dân, thì huyện cũng đã nỗ lực cố gắng tìm kiếm cái nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách nhà nước. Thì trên cơ sở đó thì trong năm 2016 thì Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã thu hút được một doanh nghiệp ở tại thành phố Hồ Chí Minh đầu tư cái nhà máy nước sinh hoạt ở tại địa bàn xã Đức Phổ. Thì đây cũng là một cái công trình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trên địa bàn huyện được sớm được tiếp cận cái nguồn nước sạch từ cái nhà máy nước sạch này. Chúng tôi cũng có kinh nghiệm làm việc và cũng đã từng đi thi công những cái công trình này rất là nhiều rồi, gắn bó với chúng tôi rồi, nên chúng tôi rất tự tin để chúng tôi làm những chuyện này như vậy để biết sao là phục vụ cho bà con. Còn cái chuyện mà đầu tư mà tính toán thì doanh nghiệp nào thì cũng phải cân đong đo đếm lợi nhuận ở trên vấn đề mà kinh doanh, nhưng mà đối với chúng tôi thì cái chuyện đó thì cũng không phải cái tầm quan trọng nhất, mà quan trọng nhất vẫn là cái sự phục vụ của bà con và nhìn thấy niềm hạnh phúc sung sướng của bà con khi được sử dụng nước sạch. Dự án nhà máy nước sạch ghềnh đá huyện Cát Tiên sau hoàn thành và đưa vào sử dụng vào giữa năm 2017, cấp nguồn nước sạch với trên 2.000 mét khối một ngày đêm cho 4.000 hộ dân tại năm xã Đức Phổ, Phước Cát 1, Gia Viễn, Tiên Hoàng, Nam Ninh và một phần của thị trấn Cát Tiên. Đây không chỉ là niềm vui của người dân vùng sâu vùng xa của tỉnh Lâm Đồng sau 30 năm hình thành và phát triển, mà còn góp phần đảm bảo sức khỏe và nâng cao đời sống cho người dân. Các doanh nghiệp đi vào hoạt động không chỉ nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế xã hội địa phương, đảm bảo nguồn thu ngân sách cho tỉnh, thực hiện tốt các an sinh xã hội, mà còn giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động địa phương có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên,